Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các quý anh tuổi Bính Dần. Chúc các quý anh có một năm bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý anh đón xem tử vi tuổi Bính Dần 1986 năm 2022 nam mạng, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tháng trong năm 2022, mời các quý anh cùng theo dõi. Tử vi tuổi Bính Dần 1986 năm 2022 nam mạng. Tổng quan. Trong năm Nhâm Dần 2022, vận trình tuổi Bính Dần nam mạng không mấy khả quan. Nguyên nhân do phạm phải năm tuổi, hay còn gọi là năm Thái Tuế, đều là năm Dần nên phạm, bạn sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Không chỉ vậy, trong năm có nhiều hung tinh đả kích, lại thiếu cát tinh để giải trừ hung tinh nên lành ít dữ nhiều. Hai phương diện chịu tổn thất nặng nhất là sự nghiệp và sức khỏe, đề nghị tuổi này cần mạnh mẽ, cố gắng hơn nữa. Theo tử vi cho thấy, tuổi Bính Dần 1986 nam mạng trong năm 2022 là 37 tuổi bị sao La Hầu chiếu mạng, hạn tam kheo và vận niên ngưu hồi sơn. Người bị sao La Hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Đối với đàn ông gặp sao này thường thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể hao tiền tốn của, đau ốm, sinh ra tệ ăn chơi, lãng phí, bồ bịch, bạc bài, bê tha bia rượu, gia đạo mâu thuẫn bất hòa liên miên. Đối với nữ mệnh thường mang tiếng, cãi vã, sinh ra buồn bực muộn phiền. Sâu chuỗi lại vấn đề ta thấy rằng năm gặp sao La Hầu chiếu mạng nên tránh đầu tư làm ăn lớn, cẩn thận phát sinh những chuyện đào hoa bất chính, đề phòng đau ốm, tranh chấp cãi cọ, kiện cáo hoặc mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, nghi ngờ, khó giải trình. Sự nghiệp. Tử vi tuổi Bính Dần 1986 năm 2022 nam mạng dự báo, vận trình sự nghiệp của những người tuổi Dần 1986 trong năm nay rất tệ. Bị ảnh hưởng bởi các sao hung tinh như Hoàng Phiên và Thái Tuế, công việc của bạn gặp nhiều bất ổn. Bạn thường xuyên mắc sai lầm khiến cho chức vị hiện tại cũng khó mà giữ nổi. Bởi vậy, tuổi này cần phấn đấu nỗ lực nhiều hơn trong năm nay, đừng vội vàng từ bỏ những mục tiêu hiện tại. Tài lộc. Thái Tuế và hung tinh Kiếm Phong khiến cho tuổi Bính Dần năm nay gặp nhiều tổn thất về tiền bạc. Bạn không chỉ gặp khó khăn trong việc gửi tiết kiệm mà ngay cả những khoản tiền gửi trước đó cũng có khả năng bị tiêu xài hoang phí. Đồng thời, tuổi 1986 cũng không nên coi thường cuộc khủng hoảng do năm nay mang lại, nhiều người thậm chí phải bỏ tiền túi ra để giải trừ tai họa. Vì vậy, bạn phải chăm chỉ kiếm tiền hơn trong năm nay, nếu không bạn có thể rơi vào khủng hoảng tài chính bất cứ lúc nào. Tử vi cho thấy, năm nay mặt khó nhiều hơn mặt thuận, bản mệnh đừng nên ỷ vào sự khôn ngoan, ứng xử khéo léo để khởi mưu cầu. Cho dù bạn tài ba, đoạt được thành công cũng chỉ là tạm thời, ẩn tàng phía sau sẽ là họa hại, khó khăn gấp bội, nên bạn cần mọi sự cần cẩn trọng, không nên thực hiện những việc lớn lao, kẻo lại rước họa vào thân. Việc tiêu dùng có kế hoạch cũng khiến bạn cân đối được mức thu chi của mình, không chi tiêu vượt quá mức cho phép mà có thể liệu cơm gắp mắm, để có cuộc sống no đủ, tránh nỗi lo nợ nần. Tình cảm. Vận trình tình cảm trong năm thì nằm ở mức trung bình. Mặc dù đây là năm tuổi của bạn, nhưng Thái Tuế không có tác động lớn đến vận tình cảm, vì vậy tuổi Dần chỉ cần yên tâm đối xử với nửa kia thật tốt là được. Người tuổi Bính Dần vận trình tình cảm có thăng có trầm. Bách Việt chợ đào hoa chiếu mệnh, người độc thân dễ tìm thấy nhân duyên thuộc về mình. Tuy nhiên, do nguyệt lệnh lâm đất tử nên tình cảm chẳng được vững vàng. Người mới yêu có thể sẽ thấy trông chênh khi chưa thực sự hiểu và tin tưởng đối phương, chưa thể nói tiếng yêu sâu sắc. Thiên Nguyệt thể hiện sự bi quan, hung tinh này có thể ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của bản mệnh. Những chú hổ không còn đủ tự tin vào chính mình, sợ rằng người ấy sẽ thay đổi cách nhìn về mình khi biết hết mọi sự thực được che giấu. Với các cặp đôi thì có lẽ các bạn nên dành thêm nhiều thời gian cho nhau hơn. Có thể những trục trặc vướng mắc sẽ tiêu biến nếu hai bạn cùng nhau chia sẻ tâm sự để tìm cách giải quyết thay vì giấu giếm đối phương. Bạn chưa hề say trong lưới tình mà vẫn giữ được lý trí rõ ràng, không để chuyện tình cảm làm mù quáng. Tuổi Bính Dần có thể sẽ cân nhắc một thời gian trước khi quyết định thực sự bước chân vào một mối quan hệ mới. Nhưng xét cho cùng, năm 2022 cũng lắm trắc trở, Bính Dần nên dành nhiều tâm sức hơn cho việc kiếm tiền và chăm lo cuộc sống. Chuyện yêu đương hay thoát ế vẫn nên thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng. Sức khỏe. Những vấn đề sức khỏe của Bính Dần 37 tuổi trong năm nay khá đáng lo ngại.
Dưới ảnh hưởng của sao hung tinh phục thi, những chú hổ gặp tình huống gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Trong đó chủ yếu là những chuyện ngoài ý muốn và mức độ nghiêm trọng cao. Tử vi khuyên tuổi Bính Dần trong năm Thái Tuế cần đề cao an toàn của bản thân, làm tốt sự chuẩn bị trong mọi tình huống, đặc biệt tránh đi đến những nơi nguy hiểm để đề phòng tai họa bất ngờ. Trong năm 2022, tuổi Bính Dần chịu tác động của hạn Tam Kheo, là hạn chủ về sức khỏe, người gặp hạn Tam Kheo nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra người gặp hạn Tam Kheo cũng cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân xương khớp. Những người có hạn Tam Kheo trong năm cần chú ý thường bị đau mắt và tay chân. Những tuổi gặp năm hạn Tam Kheo có thể bị các bệnh suy giảm thị lực, đau mắt cận thị, một số người khác có thể mắc các bệnh liên quan đến xương khớp tay chân hoặc bị té ngã dẫn đến tay chân bị thương tích. Về đời sống, không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này, cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc. Nếu không, rất có thể những điều này sẽ gây nên sự rắc rối trong cuộc sống cho bạn. Những cách giải hạn Tam Kheo có thể kể đến như sau. Thứ nhất, nên tu dưỡng bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức, làm nhiều việc lương thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Theo DETISISG247.com, những hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người khác thường mang lại may mắn cả về sức khỏe lẫn công danh. Có thể nói, đây được coi là cách giải hạn Tam Kheo nói riêng cũng như mọi loại hạn nói chung. Thứ hai, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ thị lực, nên tăng cường vitamin A trong thực phẩm, hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh, khói bụi, ô nhiễm, giữ vệ sinh nguồn nước cũng rất quan trọng. Những bạn làm công việc liên quan đến cơ khí, hàn gắn thì cần phải trang bị bảo hộ đầy đủ, kỹ càng. Khi làm việc với máy tính, điện thoại với cường độ lớn thì cần nghỉ ngơi phù hợp. Thứ ba, vận dụng cách giải hạn Tam Kheo, việc cải thiện phong thủy nhà ở cũng được đề cập đến, tránh để tình trạng hơi ẩm cao, giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh để đề phòng các bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra, nên vận động, thể dục thể thao để có sức khỏe tốt. Thứ tư, đối với các vấn đề thị phi, miệng tiếng, châm biếm, đả kích, phê bình thì các bạn nên có kiến giải thông đạt. Không nên chấp vặt thù dai, để bụng để tinh thần chất chứa những điều không vui. Hãy coi như họ nói đùa mà thôi. Tử vi từng tháng. Tháng 1. Tử vi tuổi Bính Dần 1986 năm 2022, nam mạng nhận thấy, vận thế trong tháng đầu tiên của năm của Bính Dần không tươi sáng mấy. Do ảnh hưởng của năm Thái Tuế nên bạn làm gì cũng khó khăn, thường xuyên gặp rủi ro nên tâm trạng kém, dễ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực. Vì vậy, tuổi Dần nên chú ý trò chuyện và thảo luận nhiều hơn với các thành viên trong gia đình trong tháng này, để giảm bớt căng thẳng tinh thần và những cảm xúc u ấm. Đồng thời, bạn cũng nên chú ý áp dụng các mẹo phong thủy cho người bị phạm Thái Tuế trong năm 2022, để vận trình cả năm trở nên hanh thông, giảm bớt điểm xấu hơn. Tháng 2. Con đường sự nghiệp của Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 2 này rất gập ghềnh. Bị ảnh hưởng bởi sao xấu Hoàng Phiên, bạn dễ bị ảnh hưởng bởi một số công việc và việc nhà phức tạp trong tháng này. Không chỉ vậy, khối lượng công việc ở nơi làm việc cũng sẽ tăng lên một cách khó hiểu, nếu con giáp này không thể xử lý kịp thời nhiệm vụ của mình thì rất có thể sẽ cản trở và ảnh hưởng đến những việc khác nữa. Tháng 3. Rất khó để tuổi Dần thể hiện khả năng xã giao của mình qua các mối quan hệ trong tháng này. Bị cản trở bởi sao phi đầu, hình ảnh cá nhân của bạn sẽ vô cùng sa sút. Trang phục và cách ăn mặc hàng ngày trở nên tồi tệ và luộm thuộm, nếu là người có chức quyền e còn làm mất thể diện lẫn uy tín của cả công ty. Không chỉ bạn bị lãnh đạo chỉ trích mà còn bị cấp dưới nhìn ngó, chê cười, không mấy ai muốn kết giao với bạn. Bởi vậy, khuyên tuổi Dần nên điều chỉnh lại hình ảnh của bản thân, làm gì cũng nên biểu hiện mặt tốt nhất của mình ra thì mới lợi cho quan hệ xã giao phát triển. Tháng 4. Tinh thần của người tuổi Dần 1986 không mấy lý tưởng trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi tiết thanh minh, lại có thái tuế tác động nên bị áp lực tâm lý rất lớn. Bạn thường chỉ vì việc vặt mà cảm thấy tổn thương và đau lòng, buồn bực không vui, vì thế mà vô tình để cho nhiều cảm xúc tiêu cực quấy nhiễu mình. Tử vi tuổi Bính Dần 1986 năm 2022, nam mạng khuyên rằng, nếu bạn cảm thấy trong lòng có nhiều chướng ngại tích tụ mà không muốn chia sẻ cùng người nhà, Bính Dần đừng ngại mà hãy đến sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý để xác định tâm bệnh và tìm cách chữa trị. Tháng 5. Tuổi 1986 có vận trình tài lộc tình cảm phát triển ở mức trung bình khá trong tháng 5 âm lịch. Đối với người độc thân, vì phạm Thái Tuế nên vận trình tình cảm của những Bính Dần độc thân trong tháng này không được khả quan cho lắm. Con đường đến được trái tim người ấy biết mấy gian nan, nhưng bạn không phải là không còn cơ hội.
Lúc này, hãy làm việc chăm chỉ để vượt qua những khủng hoảng và thử thách do năm tuổi của bạn mang lại, sau đó hãy từ từ xem xét các vấn đề tình cảm. Tháng 6. Vào tháng 6 năm 2022, tài lộc của Bính Dần tuột dốc không phanh. Bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh kiếm phong, trong tháng này bạn tiêu tốn quá nhiều tiền và có khả năng bị tổn thất tài chính nghiêm trọng do thói xa hoa của mình. Đặc biệt trong vận thiên tài, khoản tiền nhờ may mắn trời cho mà có, bạn sẽ bị thâm hụt kha khá do đầu tư thất bại, phải gánh chịu nhiều nợ nần. Bởi vậy, tuổi Dần cần quản lý tiền bạc thật tốt trong tháng 6, không nên chủ quan hay tiêu xài hoang phí để tránh thiệt hại. Tháng 7. Tử vi tuổi Bính Dần 1986 năm 2022 Nam Mạng về mặt sự nghiệp tương đối ổn định. Mặc dù công việc của bạn không có nhiều cơ hội, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng của mình, tình trạng đó đang dần được phục hồi, tuy không có gì cải thiện lớn nhưng nhìn chung cũng tươi sáng hơn trước rất nhiều. Tài vận cũng dần trở lại trạng thái tiến triển ổn định. Nếu có thể giữ phong độ tốt, trong tương lai bạn có thể xoay chuyển được tình thế và đón nhận nhiều may mắn hơn. Tháng 8. Mối quan hệ tình cảm của người tuổi Bính Dần 37 tuổi có thể gặp khủng hoảng trong tháng này. Đối với những người đã có gia đình, chuyện tình cảm liên tục bị tác động bên ngoài làm cho rạn nứt. Bởi vậy, bạn cần chú ý và xử lý thật tốt những trường hợp dễ gây ra hiểu nhầm. Đây có thể coi là những thử thách thường xảy ra trong hôn nhân, Bính Dần cần học cách chia sẻ nhiều hơn, cùng phối hợp với đối phương để tháo gỡ khúc mắc, hóa giải nguy cơ chia rẽ trong tình yêu. Tháng 9. Mối quan hệ xã hội của Nam Mạng Bính Dần này dự kiến sẽ khởi sắc vào tháng 9. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Phúc Lộc, không ít người sẽ gặp được quý nhân hỗ trợ. Trong công việc, bạn có thể gặp được những người có năng lực sẽ giúp đỡ cho sự nghiệp hoặc cuộc sống của bạn. Hơn nữa, vận xã giao cũng thêm phần mở rộng, tuổi Dần nên nhanh chóng tranh thủ cơ hội để phát triển mối quan hệ và cố gắng làm quen với nhiều quan chức cấp cao hơn. Tháng 10. Vận trình tổng thể của những người tuổi Dần 1986 khá suôn sẻ trong tháng 10. Lúc này bạn không chịu ảnh hưởng nặng từ thái tuế và hung tinh, vì thế mọi phương diện đều được giữ ở mức phát triển ổn định. Đặc biệt là về mặt sự nghiệp, vận thế của tuổi này khá hanh thông, không những dễ bề xử lý việc nhỏ nhặt ở nơi làm việc mà còn có cơ hội nhận được sự khen ngợi, đánh giá cao từ lãnh đạo. Tháng 11. Tử vi tuổi Bính Dần 1986 năm 2022 Nam Mạng cho thấy vận trình tài lộc của Nam Mạng tháng 11 năm 2022 cũng khá ổn định. Sự nghiệp thăng tiến, vận trình tài lộc sẽ được cải thiện đáng kể. Đồng thời, một số người ra ngoài làm ăn cũng có thể tranh thủ thời gian cuối năm để buôn bán kinh doanh tốt, kiếm thêm được không ít lợi nhuận về tay. Tháng 12. Vận sức khỏe của Bính Dần trong tháng này tương đối không có gì đáng lo lắng. Dù phạm phải thái tuế nhưng các trở ngại cũng không quá lớn. Tuy nhiên vì cuối năm sẽ bận rộn nhiều việc, bạn cũng cần phải chú ý hơn đến các vấn đề nảy sinh trong gia đình nên sức khỏe có phần suy yếu. Khuyên tuổi này cần chăm sóc tốt hơn cho bản thân, đừng để mình phải kiệt sức vì vất vả, nếu không dễ làm tổn hại sinh bệnh lúc nào không hay. Xin chào và hẹn gặp lại!